Hi, và mình xin chào tất cả anh em và các bạn đã quay trở lại tựa game Lockpick cùng Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục tìm trác quỷ nha các bạn. Video lần trước nhỏ quá, đáng lý ra là cầm theo cái cây Yoru này là đâu có chuyện gì xảy ra đâu các bạn. Thật sự là hệ thống chiêu thức ở trên người của nhân vật của mình trong video lần trước không có cách nào phá được cái đám mây để có thể lên được cái tầng cao nhất của đảo trên trời hem. Rồi bây giờ thì cái chuyện đó dẹp qua bên đi các bạn, chỉ là dĩ vãng quá khứ khi xưa rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tìm tiếp một trái quỷ, không biết là tìm được hay không nữa. Nói cho cố vô cuối cùng tìm không được nữa, mang nhục lắm nha. Rồi ở đây thì mình mua một cái chiếc thuyền nha bạn. Đó, gì vậy? Ê ê ê, đừng có chơi cái trò lắc giật vậy chứ. Rồi bây giờ bắt đầu cuộc hành trình luôn. Thì trước khi mà muốn hành trình thì cần phải kiếm hết cái đảo này cái đã các bạn, kiếm từng gốc cây của cái hòn đảo này, chứ không bỏ lỡ là không ổn đâu ở nhà. Rồi không có rồi, không có rồi heo. Phải đây không vậy? Không không, thấy thấy nó khác là biết liền rồi các bạn. Rồi đó, coi như là xanh xanh này heo. Đâu canh dòng lại lần nữa đi, thôi nghỉ luôn đi. Bây giờ mình qua đảo Tân Thủ này, mình tiến qua nhà tù. Không, Tân Thủ mình qua bên ET, nhà tù, rồi qua Ranky. Đó, đó là cái lối đi của mình trong video ngày hôm nay không? Mong là mình sẽ tìm được các bạn. Ở đây có không, có không, trái quỷ xuất hiện đi. Mình lụm cái mình cỡ mình lụm được trái Yuxi hay trái Nikiu cũng ngon quá đúng không bạn? Nhưng mà khó lắm. Trong cuộc đời tìm trái quỷ của mình lụm được cái trái cao tiền nhất là trái Gura đó các bạn, 1 triệu Bailey. Còn những trái còn lại là tầm 300-400 ngàn, rồi 60-70 ngàn Bailey. Trái Bane 60 ngàn Bailey, trái Hie 350 ngàn, trái Gura 1 triệu. Có trái Gura là cao nhất giá của mình từng lụm. Rồi rồi rồi, vòng qua đây hem. Từ từ mình qua ET, mình giờ mình lạng qua cái đảo giả khi cái đã, xem coi nó có nằm lóc lê lăn lóc ở bên đây hay không. Lúc trước lụm Gura như nằm đây nữa bạn, đúng à, nằm đây chạy dài vòng không thấy. Bây giờ nè mình chạy nè, mình sâu nè, thấy không? Mắt cận thì dôm gần gần lại xíu các bạn. Đó, không sao không sao, không có, không có. Qua đây chuyện nó có khó khăn gì, bên đây không có thì mình tính cái con đường khác. Không có hả? Không có luôn các bạn, không có, không có, không có. Ngoại trừ trái quỷ mà nó trùng với cái màu cỏ ở đây thì mình bó tay thôi. Chứ bình thường mà nó trắng trắng hay là nó dạng vàng vàng thì chắc chắn là ra liền các bạn. Rồi bên đây, bên đây, bên đây. Qua bên khu vực đấu trường hem. Sau đó mình rẽ qua, ở đây, 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 đấu trường đây. Còn tí nữa đi lộn tiệm à. Kêu bên cái đảo tiết này đấu trường là anh em cho ăn gạch, ăn đá, xây nhà bết luôn. Rồi giờ lết qua đây hem. Trước khi lết qua nhìn nhìn kỹ lại tí các bạn. Đó, hình như là mặt trời trong game One Piece cũng đã mọc lên rồi các bạn. Vậy là đây là một ngày vô cùng tốt đẹp rồi. Giờ qua đây lót mấy cái cây này nữa. Mấy cây này mà không có thì tiếp tục. Mình nghi chắc nằm trên đảo trên trời quá ta. Nghi lắm nhá, tiếp tục nằm trên đây. Nhưng mà chưa kiếm hết thì vẫn chưa nói được điều gì các bạn. Giờ mình rẽ qua đây mình kiếm luôn heo. Kiếm thì phải kiếm cho hết. Đó, mình đi vậy là coi như là trái quỷ nằm là thấy liền. Còn đuôi hay là mắt để sau gái sau ót thì bó tay vậy các bạn. Rồi bên đảo khỉ già ET heo. Hay là video lần trước nó nằm bên đây ta mà mình kiếm không kỹ. Tại vì mấy cái cây nằm dưới rồi mình không để ý các bạn, mà lo mình để ý mấy cây trên không à. Cũng dám lắm nha, dám lắm đấy. Rồi bay lên, bay lên, bay lên. Lóc lê lên liền các bạn. Ui, đau. Sẵn con bay mình đi coi luôn. Không có. Trời ơi, thấy cái bản tri nã của mình, thấy ứa gan ứa phổi rồi. Trái quỷ nằm đây không? Không có á. Lúc trước game mới ra đó các bạn, trái quỷ bam đảo này là nhiều nhất nè các bạn. Đảo này, rồi đảo nào nữa ta?
Nhớ mấy bạn bảo là đảo này thôi, lúc là game mới ra nha. Bam trái quỷ đảo này là bam rất là đã luôn. Mỗi lần lết qua là lụm được, lết qua là lụm được. Thì lúc mình đăng những video đầu tiên nói về những trái quỷ á, thì rất nhiều anh em chỉ. Nhưng mà anh em chỉ chứ mình vẫn chưa lụm được cái trái nào từ ở bên cái hòn đảo này, từ lúc mà game mới ra cho đến hiện giờ luôn. Vẫn chưa lụm được hay không? Rồi, chưa lụm được thì tương lai lụm được. Bây giờ thì dông giăng bườm ra khơi nhanh gọn lẹ. Cái đảo đó kiếm kỹ chưa ta? Nó chơi nó ăn nằm sóc nó trời ơi, cái thời buổi cái thiên bị gì vậy, mắc cạn nữa chứ, bị kẹt vào khối băng rồi. Đi đi đi, có khi nào ông nội nào đem giấu trái quỷ trong hang động không ta, hay là trái quỷ xuất hiện cái chó gặm tha vô trỏng? Mà game này làm gì có vụ chó gặm tha giấu trong hang động, làm như admin tạo một cái con troll ra để troll mình, không thể nào như vậy. 1 tiếng đồng hồ xuất hiện trái quỷ cũng đã rất là chua chát rồi. Anh em nào có phòng VIP thì anh em dễ dàng kiếm trái quỷ, chứ bạn nào mà không có phòng VIP thì vào phòng thường thì may lắm anh em mới kiếm được thôi. Dù anh em có sở hữu game pass đi chăng nữa, nhưng mà anh em mà đã sở hữu game pass rồi thì chắc chắn chẳng lẽ phòng VIP anh em mua không được. Nên là cái chuyện mà anh em nào mà nghèo nghèo mà tìm được một trái quỷ nó rất là khó luôn đó các bạn. Thật sự khổ cho những bạn đó luôn. Còn mà những bạn nào mà có điều kiện đã mua được cái game pass 2007 là bàn tìm trái quỷ thì cái phòng VIP anh em đã có hết rồi. Vậy anh em mua phòng VIP đi cho dễ. Ở đây nè các bạn, trái quỷ nằm nè các bạn. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi em. Trái quỷ video này xuất hiện nhà tù các bạn. Đó. Magu, các bạn ơi ơi. Magu nè các bạn. Video này thì mình lượm được trái quỷ Magu em. 1 tiếng đồng hồ của mình chờ đợi cũng không ổn. Vậy thì chắc chắn rồi, mình bỏ mê ra mình ăn magu là cái chuyện bình thường. Các bạn nghĩ nè, 2.500 Bailey và 8.500 Bailey thì các bạn chọn cái nào? Chắc chắn là các bạn chọn 8.000 rử rồi, chứ không có khi nào mà các bạn chọn mà 2.500 để các bạn ăn hết. Đấy thì mình lấy ví dụ vậy. Mà trái quỷ này là 250.000 Bailey và 850.000 Bailey thì chắc chắn là chọn 850.000 Bailey được các bạn. Rồi em, thì mình sẽ ăn cái trái magu này vào. Giọng vô à, chất như quả đất luôn. Rồi rồi mấy con này, mình ăn trái quỷ là mấy con này là coi như sanh sương rồi. Gì gì à, nóng hả nóng hả? Chắc dạng ảnh không biết trái quỷ xuất hiện bên đây, mình lụm mình ăn vô cái nóng nóng nhăn mặt nhíu mày. Này thì nhăn mặt này thì nhíu mày này. Anh ra anh nhận nhiệm vụ lệnh quýnh cho mập xương. Một em đầu tiên, em đầu trâu mặt ngựa đâu rồi, ở đây ha nè, rống rống đây nữa nè. Rồi đâu phải dặn bèo là con rồng chưởng đẩy đẩy cái con này, thằng kia mới còn quẹo nữa chứ nè. Lấy ăn cú này là con không không lết các bạn, nó vẫn sống, anh đây vẫn sống vẫn cười vui hả. Quýnh cho rưa không ở đó cười vui thế thôi. Rồi tiếp tục ở đây, cái con mà ăn cũng được trái quỷ nhăn mặt nhíu mày đây nè các bạn. Đâu để mình lại mình coi nhăn mặt nhíu mày như thế nào. Ủa em định làm bôi ảnh mà anh bảo vậy có level 200 mà anh bát nháo làm chi anh. Cái tội hổ báo là cái tội chết ở đây nè, em xài này vô nữa là anh mới rống như rắn hổ nè. Nó rồi 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 xong xong rồi, ớn rồi nè nè, chống đi, còn miếng máu rồi chết đi ông nội, còn ráng rướn trong sự đeo khổ. Làm bộ mình bắn chiêu đó mình cảnh cáo thôi mà nó không biết đầu hàng, không biết bỏ cuộc là gì, vậy là kết thúc thôi, làm gì nữa nữa hả? Sao lúc nào qua đây đánh cũng được thanh kiếm này hết vậy các bạn? Rồi rồi đâu Flamingo, các bạn nghĩ tơ có chống lại nhung nham không? Theo theo nguyên lý đó là cái điều không thể rồi hem. Rồi xong tơ mình nghĩ sao chống lại nhung nham, tơ dạng lửa là nhiếu rồi, còn này là lava luôn, dữ còn hơn lửa nữa, sao chống nổi. Rồi rồi ớn rồi, còn rướng 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 trời, cô làm gì ớn nghe. Wow ghê gớm ta,
Bây giờ muốn quýnh cái trái Magu của mình là chỉ có nước là sử dụng Haki thôi. Mà Đông Flamingo này có Haki mà các bạn. Luffy mũ rơm mà đánh thằng Đông Flamingo này cũng trần ăn khoai củ. Mà coi đến cái tập Đông Flamingo này thì mình quá với Thánh Ư Sót. Đông Flamingo ra lệnh truy nã Thánh Ư Sót là 500 triệu Bailey bữa thiệt chứ. Trong khi những nhân vật kia chỉ đáng giá 200 triệu rồi trăm mấy triệu thôi, còn riêng Thánh Ư Sót là bày đầu trong cái trận chiến này. Nên là được truy nã với một cái mức giá còn hơn cả Luffy mũ rơm, các bạn thấy chưa? Bình thường là Luffy mũ rơm là đến cái phần Đông Flamingo là truy nã bao nhiêu ta? Như 500 triệu đúng không các bạn? Cũng nhớ không rõ nữa. Rồi sau khi mà xem xét giá thì Luffy mũ rơm chả đáng ra cái giá đó. Đông Flamingo đưa giá cho cái đầu của Thánh Ư Sót là 500 triệu Bailey. Phải nói là coi tập đó tiếu bữa nhất luôn. Thánh Ư Sót quýu không mà. Bày trò. Thánh Ư Sót là vua bày trò. Tại vì cái con Suga đó các bạn. Cái con mà biến con người hình búp bê á, đụng vào một cái là biến thành búp bê thú nhồi bông gì đó. Đó. Thì Thánh Ư Sót đã phá hoại kế hoạch vô cùng vĩ mô của Đông Flamingo và cuối cùng phải chịu một cái mức tiền truy nã là 500 triệu Bailey ở trong cái vùng đất mà Đông Flamingo cai quản hem. Coi như là Đông Flamingo trong vùng đất đó làm vua rồi các bạn. À, nhìn nghe rất là vui. Vãi thiệt, Thánh Ư Sót mà được truy nã với một cái mức giá với nó là kinh khủng. Nhưng mà tương lai Thánh Ư Sót được truy nã với một mức giá 200 triệu là chuyện bình thường mà các bạn. Phải nói coi tập đó cười đã bụng luôn. Cứ mỗi lần mà thấy cái mặt Thánh Ư Sót là thấy là có chuyện xảy ra. Mà Thánh Ư Sót ở trong cái trận đó đánh cũng dữ dội lắm nha các bạn. Vẫn chơi đầu nhờ Thánh Ư Sót đó là giải phóng không biết bao nhiêu người thoát khỏi thành búp bê đấy. Nên là Đông Flamingo là truy nã Thánh Ư Sót với một cái giá đó thì cũng rất là hợp lý rồi nha các bạn. Rồi mình bắn này lên là cuối cùng lõ trét đù. Bài lên trên nóc nhà luôn, bài xuyên nóc nhà luôn mà không biết rớt xuống đây. Đi thẳng lên luôn. Chưởng rống không nè, lết lại đây. Rồi cái con này giỡn hít. Hít đâu trong toàn cột nhà không mà cũng ráng hít. Hít ở đây đâu à, cột nhà với bờ tường canh này hít. Trời ghê ha. Không hít nữa, nó bắt cái tẩy mình rồi, bắt cái bài mình rồi các bạn. Sao không hít nữa đi, mà lần hít dữ lắm mà. Nè, nè hết đi, ý á, có thằng hết hộp, có thằng lọ rét. Thôi là từ nãy giờ là chỉ xài năng lực trái quỷ, không xài vô ru thôi nha. Anh mà xài vô ru thì chú em cứ xác định cái cảnh đời toàn ten và bất hạnh đi. Xong, kết thúc. Và hãy nhanh gọn lẹ không? Quá nhanh, quá gọn, quá lẹ. Ôi, dễ dàng, easy. Rồi. Thì coi như là video ngày hôm nay thì coi như là tạm thời kết thúc tại đây đi các bạn. Nói chung là quay nhiều về những video về lụm trái quỷ thì anh em xem cũng chán hem. Nên là quay ngắn ngắn như vậy là được rồi các bạn. Rồi mình cũng cảm ơn đa số các bạn và anh em đã bỏ không ít thời gian để theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. See you again.